c'était commode, je n'aurais pas dû le faire. Sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 tới đây và các cuộc thăm dò đều cho thấy một sự xích sao trong cuộc đua của cả 4 ứng cử viên chính. Tất cả đều có cơ hội trở thành hai ứng cử viên đối đầu cho vòng đua chính thức sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Hiện tại tôi nghĩ mọi thứ đang rất hỗn loạn và tôi vẫn còn phân vân không biết nên bỏ phiếu cho ai trong vòng đầu tiên của ngày Chủ nhật tới. Một cuộc thăm dò khác cho thấy tỷ lệ người dân Pháp chắc chắn sẽ đi bầu cho vòng đầu tiên là khá thấp, chỉ ở mức 68%. Hiện tại ứng viên độc lập Macron đang dẫn đầu, sau đó là ứng cử viên cánh hữu Marine Le Pen,